nhá. Đấy, cần gì phải chơi quất. Đấy, mà vẫn thể hiện được sự đẳng cấp các bạn chưa? Đấy, bắp cải các bạn nha. Đẹp dã man luôn các bạn chưa? Đấy, đen bảy màu luôn. Đây các bạn nha, mình sẽ chơi Tết bằng cái cây này các bạn nha. Đấy, bắp cải các bạn này. Cây này chơi là mới đẹp và chất các bạn ạ. Yeah. Giờ mình sẽ đánh gốc các bạn nha. Đấy. Đây các bạn nha. Bạn nhìn chưa? Quá đẹp luôn đúng không? Wow. Đây các bạn nha. Bây giờ mình sẽ về cuốn đèn led và chơi Tết luôn bằng cây này các bạn nha. Yeah. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi cuốn led vào đây các bạn nhá. Đây led này, mình đã mua led này. Đây, nó đẹp ở chỗ loại này. Nó mới thể hiện sự chất, các bạn hiểu không? Đấy, bây giờ ai còn chơi Tết bằng cây quất nữa. Người ta toàn chơi bằng cây bắp cải thôi. Chứ thôi. Các bạn nha. Đấy. Woo. Đó các bạn nhìn chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ bật đèn led lên cho các bạn nhìn nhá. Đẹp dã man luôn này. Đấy, led 7 màu luôn các bạn nhá. Đấy, led 7 màu luôn. Bây giờ mình sẽ bê vào trong tối cho các bạn nhìn nhé. Đẹp dã man luôn. Đó, các bạn nhìn thấy chất không? Đấy, buổi tối nó còn đẹp dã man đấy ra ngoài trời các bạn nhá. Đấy, cần gì phải chơi quất. Đấy, mà vẫn thể hiện được sự đẳng cấp các bạn chưa? Đấy, bắp cải các bạn nhá. Đẹp dã man luôn các bạn chưa? Đấy, led 7 màu luôn. Đấy, mình khẳng định luôn là đây là cây cảnh chơi Tết gọi đẹp nhất, chất nhất Việt Nam luôn các bạn nhỉ. Đấy thì đây mới chỉ là cây bắp cải đấy các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi làm cây súp lơ các bạn hiểu không? Đấy, bây giờ mình sẽ đi làm cây súp lơ nhá. Đó, đẹp dã man luôn các bạn nhìn chưa? Ôi ôi, thế này nó mới chất các bạn hiểu chưa? Cái này mà để cây Tết thì quá là đẹp luôn. Đấy các bạn nhìn chưa? Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chơi bằng cây này nữa các bạn nhá. Đấy, đây là cây súp lơ các bạn ạ. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Quá chất luôn đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ làm luôn các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ về cuốn đèn led các bạn nha. Yeah. Đây các bạn nha. Đấy, mình mới cắm đèn led vào đó. Đây là ngoài trời. Bây giờ mình sẽ bê nó vào trong tối để xem nó đẹp hơn các bạn nha. Các bạn nhìn chưa? Đấy, cây súp lơ mình đã cuốn led mình để trong tối nhìn nó đẹp như này cơ mà. Các bạn nhìn chưa? Thế nó mới chất. Các bạn hiểu không ạ? Đấy thì đây là cây thứ hai để chơi Tết nhà mình các bạn nha.
Đó, quá đẳng cấp luôn đúng không? Ui giời ơi, cái này mà. Nói chung là mình thề luôn, có khi là mình thấy là nó chơi còn đẹp hơn cả tên quất các bạn ạ. Đó các bạn chưa? Đây. Đấy, quá đẹp luôn các bạn chưa? Đấy, đây là thể hiện được cái sự các bạn chỉ cần nhìn cái súp lơ là các bạn đã nghĩ ngay đến cái món súp lơ xào đấy, thì trâu ngon dã man luôn đúng không? Đấy, nó vừa thể hiện được sự quý phái, sang trọng, đẹp đẽ và ngon miệng. Đấy, quan trọng là thể hiện sự ngon miệng, các bạn hiểu không? Đó, quá đặc chất luôn đúng không? Đây. Này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi sắm tiếp một cây nữa để chơi Tết nhà mình nữa các bạn nhá. Đó là cây chuối các bạn nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đào cây chuối này các bạn nhá. Đây. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Quá chất luôn đúng không? Bây giờ mình sẽ về cuốn đèn led các bạn nhé. Đây các bạn nhá. Mình đã cắm dây led xong, bây giờ mình sẽ đi cắm dây led vào các bạn nhá. Vì cây này nó nặng quá nên là buổi tối mình mới bê vào các bạn ạ. Bởi vì là bây giờ bê vào nặng lắm các bạn ạ. Thế nên là hôm nay mình chỉ cắm led ở cái cây chuối này ở ngoài trời các bạn nhá. Nên là led nó sẽ không nhìn rõ các bạn ạ. Ok, thì đây là cây thứ 3 mình muốn giới thiệu mọi người là cách chơi Tết các bạn nhá. Nên chất nhất Việt Nam luôn đúng không? Bây giờ mình sẽ đi bật led nhá. À, đi đấu điện vào led nhá. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Yeah. Đẹp dã man luôn. Đây các bạn nhìn chưa? Đẹp chân nháy luôn nhá. Bây giờ ban ngày nó không nhìn rõ, nó không đẹp nữa. Tối đến nhìn đẹp dã man luôn. Tí mình sẽ bỏ cái xe rùa kia ra nhìn nó đỡ chướng mắt. Đấy các bạn nhìn chưa? Ê mệt chất. Các bạn nhớ ấn like, subscribe YouTube nhá. Nhớ subscribe YouTube của mình đấy. Nhớ subscribe. Vâng, nhớ subscribe kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.